Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Lady Blah Blah, kênh học tiếng Anh trực tuyến cùng cô Trâm Athena. And today we have a guest, and our guest is... Can you introduce something about yourself, please? Hi guys, my name is Nhật. I'm 30 years old and I study at Lele Secondary School. Okay, very good. And today we are going to talk about your favorite book, yeah? Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề cuốn sách mà mình tâm đắc. Ok, cuốn sách mà mình tâm đắc nhất. Thế bây giờ cô muốn hỏi Minh Nhật nhé, là what is your favorite book? My favorite book is Harry Potter and the Sorcerer's Stone. And the Sorcerer's Stone? Yeah. Ok, là Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy đúng không? Yeah. Ok, bây giờ cô muốn nhờ Nhật nhé, Nhật nói lại cho cô cái bài này từ đầu đến cuối. Cô xem nào, Nhật có nói lại được không? There are a lot of books in the world, but the book that, but the book Harry Potter and the Sorcerer's Stone is the best one that I have ever read. Mm-hmm. It is written by the famous English author J.K. Rowling. Mm-hmm. The story is about a boy named Harry Potter with two friends named Ron and Hermione. They together fight against Lord Voldemort to protect other people from the dark magic. Very good. I love the story of the book because it teaches me how to be more self-confident and be brave in dangerous situations. Moreover, it has changed me a lot from a boy who's scared of everything to be more self-confident and dare to fight against what I fear. Okay, thank you very much. Okay, bây giờ mình sẽ làm một chút về cái introduction của quyển sách một chút nhé. Mình sẽ introduction là phần giới thiệu đúng không? Thì đầu tiên chúng ta sẽ có phần tên đúng không? Name là what is the name of the book? Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Okay, Harry Potter and the Sorcerer's Stone. How do you spell Sorcerer's Stone? S O R R C C E E R R O O R R. Okay, stone là Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy. Ok, very good. And mình sẽ làm thêm một chút intro nữa, đấy là cái author của người ta. Author là gì con? Author là who wrote this book? Who wrote this book? Author là tác giả. Mình sẽ giới thiệu một chút về tác giả tác phẩm. Ai là người viết về cái quyển sách này hả con? Who wrote this book? It is written by the famous English author J.K. Rowling. Ok, it is written tức là nó được viết đúng không? By famous author J.K. Rowling. Okay, J.K. Rowling. Okay, thế là mình đã giới thiệu qua về tên tác phẩm này, tên tác giả rồi. Bây giờ mình sẽ làm về phần body nhá, là phần giới thiệu về câu chuyện, cái story của quyển sách. Thế bây giờ cái câu hỏi là what is the story about? What is the story about? Well, the story is about a boy named Harry Potter. Okay, a boy named Harry Potter. Rồi, đi nữa. He has two close friends named Ron and Hermione. Okay, two friends named Ron and Hermione. Okay, Ron and Hermione. Okay, đi nữa. They are together fighting against Lord Voldemort. Okay, they fight against. Đúng không? Fight against là gì hả con? Chống lại. À, đánh lại đúng không? Lord Voldemort. Okay. Voldemort. Anh con có biết cái chữ mort này trong tiếng Pháp nó có nghĩa là chết không? Mort này trong tiếng Pháp có nghĩa là chết. Mấy hôm nữa mình sẽ học thêm lớn lên nữa con sẽ học thêm nhiều thứ tiếng nữa. Ok, một vô đều một. Gì nữa? What else? Họ chiến đấu để làm gì con? To protect other people from the dark magic. Ok, nói lại. They fight against Voldemort. To do what? Để làm gì con? Protect other people. To protect other people, tức là gì? Để bảo vệ mọi người khác. Để làm gì? From the dark magic. Okay, from
The Dark Magic. The Dark Magic là gì? Thế lực bóng, thế lực phép thuật hắc ám. Dark Magic là lực hắc ám đúng không? Cái câu chuyện này rất là thú vị đúng không? Is it interesting? Yeah, of course. Okay, so why? Why do you like it? Why do you like it? I love the story of the book because it teach me more self-confident and be brave in dangerous situations. Okay, it teaches you, it teaches me, đúng không? Teaches me to be more self-confident. More self-confident. More self-confident là gì con? Để trở nên tự tin hơn. More self-confident. Tạm biệt thiếu bất chữ thôi. More self-confident là tự tin hơn và gì nữa? And be brave in dangerous situation. Be brave in dangerous situation. Tức là gì? Brave in dangerous situation. Trở nên dũng cảm trong những trường hợp nguy hiểm. Okay, very good. And con muốn nói gì nữa không? What else do you want to say about the story? It has changed me a lot from a boy who's scared of everything to be more self-confident. And Cái đấy là kết luận đúng không? Yeah. Ok, rồi bây giờ conclusion nha. Conclusion. Thì bây giờ mình sẽ nói là It changed trên quá khứ hay trên hiện tại? Nó đã thay đổi đúng không? Yeah. Change me a lot. Được chưa? Change me a lot. Từ ai? From gì? From a boy who's scared of everything. Ok, a boy mà scared of everything. Scared of everything. Everything. Để trở thành cái gì? To become gì? To be more confident. To be more self-confident. To be more self-confident. Very good. Self-confident. Okay. More confident. To be more self-confident. Okay. And? Dare to fight against what I fear. And fight against what I fear. Fight against what I fear. Thêm một cái ý nữa ở đây nhá, là fight against fear, đúng không? Chống lại cái sự sợ đấy. And Nhật nói rất là hay đúng không? Và phát âm của Nhật rất là chuẩn nữa. Cô cảm ơn Nhật nhá. Thank you very much. Yes, thank you.